Giải đáp cùng Tony Cutter. Làm nồi là làm gì? Tony Cutter xin nghe ạ. Anh ơi, 10 phút nữa em qua làm nồi nha. Qua liền đi em, qua liền đi bé. Nãy em mới gọi cho anh nè, em mang đồ qua cho anh làm nồi nè anh. Làm nồi bé, ok đó, làm nồi cho em ha. Đây mới là cái nồi xe nè, để mình mở cho các bạn coi nha. Nè, cái này là nồi trước nè, cái này là nồi sau. Còn cái này là cái chén bi, bên trong sẽ có bi nồi. Đó, nó xấu như bi nồi các bạn. Này là bố ba càng nè, à, này là dây cu rô. Đây là mới là cái nồi các bạn. Đây là chi tiết của bộ khung xe đó. Còn cái nồi của nhỏ kia thì đem về nấu canh tiết bò. Làm nồi là hiệu chỉnh hiệu năng của bộ khung xe. Điều chỉnh bề mặt của chén nồi, khoan bi, dán bố nồi, làm cho xe nhẹ hơn, bốc hơn, chạy nhanh hơn. Hiện tại bên Tony Cutter đã có chương trình bảo dưỡng khung xe có ngay nồi xịn. Thì với mỗi lần anh em bảo dưỡng, anh em sẽ được tặng một gói voucher làm nồi, bao gồm những vật tư. Là một được hai tại Tony Cutter.